Bài gì Alo. thôi nhé các bạn nghe qua nhá. Mất hết bài rồi, chán rồi đấy. Bài gì mà mất? Cái bài mà bài cô chưa trả lời. Em vừa làm xong đang kiểm tra đi học bài mất. Mất mấy chương trình đấy chứ. Alo. Mất cả chương trình đi. Alo. 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 Alo.
Thầy xin chào cô Huấn về, chào các em. Thầy tiến lùi mãi giờ mới về tới nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Xem tiến độ của một bài của mọi người thế nào. Để thầy bật cái mic của thầy à. Hiếu đang làm đến bài bao nhiêu rồi em? Dạn ghê. Được, nhớ nhá. Giống như con gái thầy bảo bố nhớ nhớ miệng nhớ mồm nhá, để thầy cắp màn hình lại. Trương chạy đàn chơi. Cái Zoom này nó không cho thu hồi được. Thầy chào Dũng. Hiếu đến bài mấy rồi em? Để vào nhà gian luôn. Hiếu làm được bài 221 à? Bài 21 và bài ghép ba số như thế là xong xong nhiệm vụ rồi nữa. Để thầy gửi tiếp bài chút làm nhé. Chuẩn bị 2 giây. Nó có một file có sẵn nhưng mà có những cái bài mà mình để chọn thì nó sẽ hay hơn. Thầy gửi qua cửa sổ của Zoom và ở trong nhóm Zalo nhé, để nó lưu lại. Bài ban số 4 xong mình phải xem.
Hiếu sẽ tiếp tục làm cái file thầy mới gửi các bạn, Trương Dũng và Việt, thì thầy trò mình lại tiếp tục đánh cho xong cái file này trước nhé. Rồi, trong nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung vận dụng câu lệnh dãy nhánh để giải quyết các cái bài toán có tính chất mà ta có thể sử dụng câu lệnh dãy nhánh để làm được. Vì thế thì thầy cho mình sẽ xử lý nó luôn. Và hôm trước các em đã làm được bài số 20 rồi, 20 sang bài 21. Ở bài 21 thì ta có một cái bài toán khá thú vị là bài toán ghép số. Để thầy kiểm tra lại ở bài 21 này, như khi đấy ta vừa quan sát là có việc sử Hiếu đã làm bài 21 rồi, Dũng làm tới 18, Việt đến 20 rồi. Tí nữa Dũng làm bài 18 không, nộp lên trên, nộp xong nhé. Hôm nay thầy trò mình sẽ tập trung giải quyết từ bài 21 trở đi. Ta có mỗi hai bài này, 21 và 21 này. Nó có hai bài 21 nên thầy thêm cho nó số 2 nữa. Rồi, ở cái nội dung bài hôm nay thì như ở buổi trước chúng ta đã được học về câu lệnh dãy nhánh if, và với câu lệnh dãy nhánh if thì ta có thể giải quyết được nhiều bài toán, ví dụ như bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, vân vân. Và với cái bài 21 này thì chúng ta sẽ bài 21 này chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là cho ba số. Trương chưa có tài khoản à? Thầy cứ tưởng là tạo tài khoản hết đấy cho mọi người rồi chứ nhỉ? Các bạn chờ thêm một tí. Đây mật khẩu tài khoản của lớp mình nhà các bạn ơi. Thầy quên chưa bật mic, buồn với thầy Thành quá. Đề bài là cho hai số nguyên dương, mà số này nó có đặc điểm là nó số có một chữ số. Người ta yêu cầu là tìm số có hai chữ số lớn nhất có được bằng cách ghép hai này số này với nhau. Ví dụ như thầy có số 5 và số 6 thì ghép lớn nhất được số 65. Thầy có số 6 và số 8 thì thầy ghép lớn nhất được 86. Ví dụ như thầy lấy có số 6 và số 8 và số 6 thì thầy ghép được là số 86. Từ đó thì ta nhận thấy rằng là cái số mà được ghép ở hàng chục nó phải là số lớn nhất ở trong hai số này. Số ghép ở hàng đơn vị là số nhỏ nhất của hai số này. Từ đó thì ta sẽ nghĩ ngay đến việc là ta sẽ thực hiện là tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất. Thì khi đó giá trị lớn nhất nó sẽ ghép ở hàng chục. Để ghép hai số có một chữ số thì ta thấy rằng vì nó ở hàng chục nên nó sẽ phải cần được nhân với 10.
con số nhỏ nhất sẽ cộng về vào. Ví dụ như bây giờ thầy lấy số 86 là số 8 và số 6. Thì khi tìm giá trị Rmax là giá trị lớn nhất thầy thu được số 8. Tìm giá trị nhỏ nhất thầy thu được Rmin là số 6. Vậy thì khi đó nếu mà thầy lấy Rmax nhân với 10 cộng với thằng Rmin ấy thì nó số 8 của thầy nhân với 10 thì bằng 80 cộng với 6 thì thành thu được số 86. Đây chính là giá trị của chúng ta cần tìm. Đấy. Từ đấy thì ta nhận thấy rằng với hai số nguyên dương A và B thì ta có hai cái ghép. Cái ghép thứ nhất là ghép dưới dạng là AB. Cái ghép thứ hai là dưới dạng là BA. Đấy, có hai cái ghép AB hay BA. Cái ghép thứ hai là cái ghép BA, tức là ghép thành một số có hai chữ số. Vậy thì để thu được số AB, số có dạng AB thì rõ ràng là số A sẽ ghép lên hàng chục, số B ghép ở hàng đơn vị. Vậy thì ta có thể thay vì việc đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất để ta ghép thì ta cũng có thể có thêm một cái cách khác. Đó là ta sẽ thực hiện là thử tất cả các cách ghép. Đấy. Ta với cách ghép AB. Mình sẽ thu được là giá bởi giá trị bằng cách ghép này là bằng 10 nhân A cộng B. Còn cái ghép thằng BA, tức là số B đứng trước, thì nó sẽ là 10 nhân B cộng A. Ủa. Vậy thì bài toán ta sẽ quay về việc là tìm giá trị lớn nhất của giá trị M và N. Để tìm được giá trị lớn nhất của thằng này thì ta gắn Rmax bắt đầu bằng giá trị M. Nếu thằng Rmax mà nhỏ hơn giá trị N thì nếu biểu thức điều kiện này đúng thì thằng N mới là thằng tốt hơn. Vì N là thằng tốt hơn nên ta mới gắn Rmax bằng thằng N. Đấy. Thì đó là cái tư tưởng của ta làm theo cái cách này. Hoặc là ta sẽ làm theo cái hướng như khi nãy. Ta đang nghĩ bước đầu tiên ta tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm rằng Rmax là giá trị lớn nhất, Rmin là giá trị nhỏ nhất của A và B. Và cái bài toán này hôm trước thầy trò mình đã làm cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất rồi. Tư tưởng của nó thầy ban đầu thầy xem thằng Rmax là bằng thằng đường A. Tư tưởng là để tìm được giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất thì thầy xem cái thằng tốt nhất là thằng A. Sau đó thầy mang giá trị tốt nhất tại thời điểm này so sánh với thằng B. Nếu biểu thức điều kiện này mà đúng thì chứng tỏ Rmax của thầy nó sẽ là thằng B. Biểu thức này điều kiện này đúng tức là thằng B nó lớn hơn. Mà khi thằng B nó lớn hơn thì chứng tỏ là nó mới là giá trị lớn nhất. Tới thời điểm đó. Tương tự như vậy thì ta có khởi tạo Rmin bằng giá trị A. Nếu thằng Rmin của mình tại thời điểm này mà lớn hơn giá trị B, biểu thức điều kiện này mà đúng thì điều đó chứng tỏ thằng B tới thời điểm này mới là thằng bé hơn thì ta gắn Rmin bằng B. Đấy. Như vậy thì sau khi thực hiện công việc này ta thu được Rmax và Rmin là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Vậy thì để ghép được một số lớn nhất có hai chữ số thì giá trị lớn nhất nó phải ghép ở hàng chục, giá trị nhỏ nhất phải ghép ở hàng đơn vị. Vậy thì biến kết quả của bài toán nó sẽ là bằng là 10 nhân với thằng Rmax cộng với thằng Rmin. Đấy. Nhìn cái tư tưởng như thế này thì ta nhận thấy bằng kể ra nó hơi lòng ngoằng. Tuy nhiên đây khi ta hoàn toàn có thể cảm ơn.
cho nó bé xuống như là dễ nhìn. Đấy, bây giờ các em có thể cài đặt theo giải thuật này. Ta sẽ cài đặt theo giải thuật đấy. Ở đây thì cháu mình có cái cách thứ hai. À, các em có thể cài đặt theo cách 1 hoặc cách 2. À, đều là cách 2 thì ta nhìn thấy rằng là nó khá ngắn gọn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành cài đặt chương trình luôn. Bạn nào xung phong chia sẻ code trước nào. Thầy đã bắt chế độ chia sẻ rồi. Rồi bây giờ xin mời để thầy sẽ lấy code của Hiếu ra trước với cái bài toán này. Xem Hiếu làm thế nào với cái bài toán 221 này trước các em nhé. Bài 21. Tư tưởng của Hiếu làm ta cùng quan sát như thế này. Sau khi nhập AB, bạn so sánh nếu A lớn hơn B thì chứng tỏ thằng A lớn nhất và thằng B bé hơn, thì bạn sẽ out thằng AB ra luôn chứ không cần phải ghép cũng được. Đấy. Nếu A nhỏ hơn B thì thằng B bé hơn, thằng A bé hơn thì ném nó ra sau, sẽ out thằng BA. Như thế cũng hoàn toàn chính xác. Ngoài ra thì mình hoàn toàn có thể ghép theo hướng của thầy nhé. Vậy cách của Hiếu cũng là một cái cách khác so với hai cách thầy đề xuất. Đấy. Nhưng mà vẫn ra kết quả hoàn toàn đúng. Rồi đó là bài làm của Hiếu. Rồi bây giờ thầy xin mời các bạn chia sẻ bài làm. Hôm nay ta sẽ gọi theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Theo thứ tự từ bé đến lớn, vậy thì ta sẽ gọi từ dưới lên. Thầy sẽ mời Việt chia sẻ cốt bài làm trước. Xin mời Việt. Rồi bây giờ Việt chạy thử chương trình nào. Em xem màn hình ấy. À mà làm việc với thì em phải làm việc với tệp Việt nhá. Chứ không làm ấy. Em thêm cái free open vào đi.
Rồi em add file vào nhé. Đúng rồi, cứ làm đi, cứ thêm file input output vào. Hãy nhớ rằng mọi bài cần phải làm việc với tệp ngay từ đầu nhé. Bởi vì các bài phía sau thầy trò mình làm càng nó ngày càng phức tạp, mà cái thời gian thầy trò mình để nhập dữ liệu thì nó tốn thời gian lắm. Nên ngay từ cái ví dụ đầu tiên ta cũng sẽ là nào, em mở lại file input nào. À, số 56 hãy chạy thử chương trình xem sao. Nó ra 065, như vậy là nó bị thừa số 0 đúng không? Vậy thì quay ở lại chương trình chính, thầy hướng dẫn cái cách sửa. Ở cái dòng số 14 em ấn tụt xuống. Cho cái dòng 14 tụt xuống. Đấy, nháy, nháy chuột sau chữ M, ấn Enter cũng được. Không, bên trên chứ. Đấy, đó, chỗ đấy, chỗ dòng 14 trống đấy, em ghi chữ L ở chỗ đấy là được. Rồi, chạy thử chương trình. À khoan, cái chữ CAM em kéo vào trong đi. Cái chữ CAM em kéo vào trong cái biểu thức if đấy đi. Kéo vào bên trong dòng số 12 ấy. Không, kéo vào trong cái cặp ngoặc ấy. Cái dòng 13 mà. Đấy, cái dòng 12 cũng thế. À, cái dòng vừa rồi như thế là đúng rồi. Đấy. Tương tự vậy, thằng CAM cũng làm như vậy. Ở bên trên, dòng 13. Đấy, kéo nó vào trong. Rồi, em chạy thử chương trình nào. Rồi, nó ra 65 rồi. Bây em thử số bộ test khác đi. Bây giờ em thử hai số có giá trị bằng nhau. À, Hiếu có hỏi là bài 35 phần in phần output có ra phải 3 chứ. Rồi, ok. Để thầy chữa bài bạn một đoạn là một tí. Ở cái dòng số 16 em bỏ dòng số 16 đi được nhé. Hoặc là cái quên, cái dòng số 9 đi. Cái dòng số 9 em thêm là chữ lớn hơn hoặc bằng. Thêm số bằng nữa. Rồi, em chạy thử lại chương trình em. Đấy, như thế là ok rồi nhé. Đấy, như vậy thì vừa rồi em tính xong thì em đưa nó ra luôn cũng được. Đó là một cái ý tưởng, một cái cách cài đặt được đấy Việt ạ. Thầy cảm ơn Việt. Trả lời cho câu hỏi của Hiếu là ở cái bài số 35. Thầy ơi, bài 35 phải ghi ra là giá trị là 3. Sao lại ra 3 được nhỉ? Nó là tổng của các số thực, sao lại ra được số 3 Hiếu? Nó là tổng của các số thực mà. 1 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 5.
Như vậy thì nó sẽ bằng 1 cộng với 1,3 thì nó sẽ phải ra là 1,33, hiểu nhá. Vì đây bởi vì ta nhận thấy rằng là với y bằng 1 thì nó cộng với 1, y bằng 2 nó cộng với 1/3, với y bằng 3 cộng với 1/5. Với giá trị y thì 1 chia cho 2 nhân y trừ 1. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái việc s thì bằng s cộng với 1 chia cho 2 nhân y trừ 1. Đó. Đấy. Bây giờ xin mời kế tiếp mời ai nhỉ? Rồi về thứ tự từ bé đến lớn thì hôm bây giờ đến lượt Dũng, xin mời Dũng chia sẻ. Con rể tương lai chương chuẩn bị tinh thần. Chia sẻ bài nào? Em vào view chọn manager đấy. Vào thẻ view ở bên trên đấy. Đấy. Chọn manager cái dòng đấy. Cái dòng thứ ba. Hình như project của em bị đóng mất rồi thì phải. À, nó ở bên tay trái. Ở trong cái mũi tên ở bên trên ổ C ấy, bên 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 ở mũi tên ở bên kia mà, cái cửa sổ manager nó đang hiện mà. Đó, cái mũi tên sang trái em ấn vào sang trái. Nữa. Đấy, ấn vào thẻ project. À như vậy thì em mở lại bài làm ấy, bài làm của em bị đóng mất rồi. Dũng đang làm bài bao nhiêu rồi nhỉ? Em vào file chọn open nào. Con nhé. Rồi bây giờ em chia sẻ lại màn hình nào. Em thoát hẳn cốc chia Dũng chia sẻ lại màn hình nha. Bên em quay trở lại lên cốt chương trình nào. Em phải cho y chạy từ 1 chứ sao cho y chạy từ 3 nhỉ? À, cái công thức của em ở bài 35 nó cái chỗ này là em bỏ cái dòng số 11 đi. Bỏ dòng đấy đi.
Rồi cái chỗ cái dòng 12 em sửa chỗ y đó thì em ghi là 2 nhân y trừ 1, đóng ngoặc mở ngoặc vào. Cái mẫu số gom nó với nhau thành một biểu thức. Cái mở ngoặc đặt trước chữ 2 nhân y. Cái đó kệ nó. Mở ngoặc trước chữ 2 nhân y mà. Thế ở dòng số 11 đây là Hiếu sửa lại nào, có nghe thấy không nhỉ? Em đặt trỏ chuột ngay trước số 2, đóng ghi chữ mở ngoặc ở đấy chỗ đấy để gom cái mẫu số lại. Cái số 2 nó ở chỗ nào mà nháy chuột vào đây ở đấy? Số 2 mà, số 2 của cái chữ 2 nhân y ở chỗ nào? Đặt trỏ chuột ở trước cái số 2 đấy. Đấy, mở ngoặc ở đấy, không xóa cái dấu đóng ngoặc đi, đấy, tức là mình gom cả cái mẫu số vào một trục. Bỏ cái dấu mở ngoặc trước số 1 đi. Cái dấu mở ngoặc ở ngoài cùng ấy. Đấy, bỏ nó đi. Sửa cái chỗ đấy thành 1.0 như khi nãy em làm đúng rồi. Ok, chạy luôn, cho y chạy từ 1 nhá. À, ấy em khởi tạo bằng 1 à? Thì cho y chạy từ 2 là đúng rồi. Ok rồi nhá. Vừa rồi thì chạy thì chú ý cái biến n em khai báo kiểu kiểu int đi. Có mỗi biến x kiểu float thôi. Để mình chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho giới hạn đề bài, người ta cho input đầu vào là kiểu dữ liệu gì thì ta cần phải khai báo kiểu dữ liệu đúng như thế. Rồi như thế là ngon rồi. À, so với cái code này với cái code trước của Hiếu thì nó có khác nhau ở chỗ khác. Ở Hiếu thì với các số bài của Hiếu là hãy tính tổng tất cả các phân số lẻ từ 1 cho tới n. Còn cái đề bài của bài 35 là hãy tính tổng tất cả các phân số có dạng 1 chia cho 2 nhân y trừ 1. Nó là hai bài toán khác nhau Hiếu nhé. Còn cái khi nãy của em làm là nó là bài toán là tính tổng các phân số lẻ. Còn bài này là nó tính tổng tất cả các phân số lẻ tới tận cái thằng 2 nhân n trừ 1 chứ không phải là tới 1 nhân n. Rồi, thầy cảm ơn Hiếu. À, xin mời Dũng chia sẻ lại bài làm. Nào, xin mời Dũng chia sẻ bài làm. Quá. Các bạn chờ đợi một giây nhé. Xem.
Dũng làm sao nói báo bị khóa là như thế nào nhỉ? Rồi thế bây giờ xin mời Trương chia sẻ bài làm. Hiếu làm bài kế tiếp em nhé. Trương phòng to cốt lên em. Em zoom cốt lăn chuột cho to lên tí. Chứ thầy già cả này mà chữ bé này thầy đọc thế nào được. Giữ phím con cho lăn chuột lên. Rồi thay lại. Sau khi nhập AB, nếu A lớn hơn B thì C sao CA BA. Nếu A nhỏ hơn B thì C sao. Một cái AB cái BA. Cái dòng số 10, số 7 em thêm dấu bằng đi. A lớn hơn hoặc bằng B. Rồi bây giờ do máy của em mới cài code block nó chưa chạy được. Em vào thẻ setting ở trên kia, trên kia. Đấy. Chọn compiler dòng số 3. À mời các em ăn bánh quy. Chọn chữ tool chain. Tool chain nó ở dưới chữ rename ấy. Đấy đây đây đúng rồi, ấn vào nút đậu, auto detect. À chọn nhất. Rồi đóng cửa sổ này lại. Rồi em thoát luôn code block, em cài bản code block mới nhất mà thầy gửi ở trong nhóm Zoom nhé. Cái bản code block của em là trong nhóm Zalo ấy, bản code block của em bị lỗi rồi. Bản này không chạy được. Bản này chỉ soạn thảo chứ không chạy được là tí nữa em cài xong bản code block mới và em lại vào lại chỗ vừa rồi, sau đó ấn nút chữ auto detect phát là nó sẽ báo chạy được. Còn chương trình như bên trên như thế là được rồi, thiếu chữ free open nữa nhé. Rồi thầy cảm ơn Trương. Trương cài đặt lại bản code code block mới nhé. Mệt với ông Trương này quá. Hôm nào thì đứa con gái với thầy về, thầy bảo bé Châu Anh cắp màn hình lại ngay. Như vậy thì ở cái bài vừa rồi thì chúng ta đã sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết cái bài toán là ghép các số thỏa mãn điều kiện. Đấy. Và với cái từ cái bài toán ghép số này thì mình mới thấy rằng hóa ra câu lệnh rẽ nhánh đã được sử dụng khá nhiều. Nhưng cho cái việc xét xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Từ giờ trở đi thì khi có câu nhu cầu mà cần phải xét điều kiện thì các em sử dụng câu lệnh rẽ nhánh. Tất nhiên để thành thạo với nó thì ta phải chuyển sang bài kế tiếp. Chỗ Dung bắt đầu chuyển sang làm bài kế tiếp luôn nhé. Chỗ Trương cài ngày đặt lại ngay code block bản mới. Cũng tiện thể Hiếu chuyển sang code block dùng luôn cho nó chuyên nghiệp em nhé. Thằng Depsy cũng được nhưng mà
Nói chung thầy thấy code block nó vẫn mượt hơn. Rồi ta sang bài kế tiếp là bài 21. Rồi ở bài 21 thì chúng ta đọc ta nhìn thấy như thế này. Tóm lại là có ba cái số nguyên A dương ABC là số có một chữ số. Nhiệm vụ của bạn là phải ghép nó thành một số lớn nhất. À, như vậy thì nếu mà theo tư tưởng của các em khi nãy thì ta nhận thấy có những trường hợp ghép nào? Các bạn comment vào cửa sổ chat cho thầy. Nếu có ba số ABC thì có những trường hợp ghép như thế nào? Xin mời các em comment cho thầy biết. Cho ba số ABC vậy có những cách ghép như thế nào? Thầy đề xuất cách ghép thứ nhất là ABC. Rồi, xin mời các em comment cách ghép kế tiếp. Nào, hãy cho thầy biết là cách ghép kế tiếp là gì? Chưa hiểu ạ. Ý của thầy nói là bây giờ mình có ghép theo thứ tự nào ấy. Thứ tự đầu tiên là thứ tự ABC. Rồi thầy nhận được rất nhiều câu trả lời của Việt là CAB, B BCA, ACB, BAC. Rồi như vậy 1 2 3 4 với của thầy 5. Thế còn một trường hợp nào nữa nhỉ? Còn trường hợp nào mà mọi người chưa comment các em tìm giúp thầy với. Với nơi có 3 số thì nó có số lượng hoán vị của nó sẽ là 3 giai thừa, tức là bằng 1 nhân 2 nhân 3 bằng 6. Vừa rồi ta có 5 cái rồi. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB. Thế còn thằng nào nữa mà chưa chưa liệt kê ra các em nhỉ? Tìm giúp thầy xem còn một cháu nữa là cháu nào chưa được liệt kê ra. CAB, BCA, ACB, BAC. Sao có thể ABC, CBA nhỉ? À đúng rồi, còn một cháu nữa chưa được liệt kê, đó chính là thằng CBA, tức là C sau đó D đến A. Đấy. Cuối cùng ta mới phát hiện ra còn một thằng nữa là thằng CBA chưa liệt kê ra. Như vậy thì với cách ghép như thế thì ta nhận thấy rằng với cách ghép, ví dụ như thể lấy cách ghép của Việt là CBA, CAB của Việt, thì CAB khi ghép vào thì thầy sẽ số C ở hàng trăm thì thầy sẽ được là 100 nhân với C, số A ở giữa thì ta có là 10 nhân với A, và số B ở hàng đơn vị thì nó sẽ là cộng với B. Đấy, đó là cái cách ghép của Việt, thì thầy sẽ ghép nhé, để thu được một số có 3 chữ số, thì số ở hàng trăm nó nhân với 100, số ở hàng chục nhân với 10, và số ở hàng đơn vị cộng với nó thôi. Tương tự với cách ghép của các bạn khác thì ta nhận thấy thì ta có các cách ghép của nó, bao gồm có ABC, ACB, BCA. Đấy, ta có các cách ghép như trên. Với mỗi cách ghép như trên thì ta đều thu được một số có 3 chữ số. Đấy, ta thu được một số có 3 chữ số. Và như vậy thì với có 3 chữ số này, à quên, có ta có tất cả là 6 cách ghép. Vậy thì bài toán thầy sẽ lưu lần lượt các cái số này nhé, thầy sẽ lưu lần lượt các cái số này vào các biến R1, R2, R3, R4, R5, R6. Và khi đó thì thầy nhận thấy rằng bài toán quay về là cho 6 số, hãy đi tìm giá trị lớn nhất của 6 số này. Đấy, ta quay về bài
quy về bài toán, ta quy một bài toán rất lạ về thành một bài toán quen là đi tìm giá trị lớn nhất của 6 số. Số thứ nhất thì gọi nó là R1, số thứ hai gọi là R2. R1 thì nó sẽ là bằng là 100 nhân A cộng 10 nhân B cộng C. Đấy, như vậy thì thầy sẽ có R1, R2, R3, R4, R5, R6 tương ứng với các cái ghép trên. Khi đó công việc của chúng ta khi đã có được R1, R2, R3, R6 cho tới R6 rồi thì ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của nó. Đấy, ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất. Vậy thì từ từ chỗ này thì ta nhận thấy như sau. Vậy thì ta có bước 1, ta sẽ thực hiện là nhập A, B và C. Bước 2, ta thực hiện tính các giá trị R1, R2, R3, R4, R5, R6. Bước thứ 3, ta đi tìm giá trị lớn nhất của nó. Vậy để đi tìm giá trị lớn nhất thì ta đi theo cái tư tưởng xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất. Nha, ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất. Bây giờ ta có 6 cái ghép đã được lưu vào trong các biến từ R1 đến R6. Vậy thì ở công việc của ta, thầy gọi biến Z là biến kết quả chẳng hạn, hoặc là biến Rmax. Thầy hay sử dụng cái biến Rmax để lưu giá trị lớn nhất. Thầy khởi tạo nó bằng cái biến R1. Theo tư tưởng để tìm giá trị lớn nhất ở phần trước ta đã đề cập đến, ta lần lượt so sánh. Ban đầu ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất. Ta mang giá trị tốt nhất này so sánh lần lượt với những thằng còn lại. Thằng nào tốt hơn nó thì cập nhật lại nó. Vậy ở đây ta có nếu Rmax nhỏ thua rằng R2. Khi Rmax nhỏ thua R2 thì điều đó chứng tỏ rằng R2 mới là thằng lớn nhất. Ta gắn Rmax bằng thằng R2. Đấy. Bạn chờ đợi tí. Rồi tương tự như vậy thì ta sẽ mang nó so sánh với thằng R3. Tại thời điểm này Rmax nó là giá trị lớn nhất của R2 và R3. Đang lúc nước sôi lửa bỏng này thầy lại được giao đi đón con, các em thấy nó có sốt ruột không? Ta mang thằng Rmax tốt nhất tại thời điểm này so sánh với R4. Nếu thằng R4 tốt hơn thì cập nhật lại nó. Ta lại lần lượt so sánh nó với R5. Đấy. Thằng nào tốt hơn thì ta cập nhật lại. Ta so sánh nó với R6. Nó tốt hơn thì ta cập nhật lại. Như vậy thì tới thời điểm này ta thu được giá trị lớn nhất đang Rmax là giá trị lớn nhất thì ta đưa rằng Rmax ra. Như vậy thì tới thời điểm này các bạn nhận thấy nếu ta sử dụng câu lệnh dãy nhánh và ta tiếp cận theo cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất ấy thì nó sẽ thuận lợi hơn so với việc ta mang giá trị của các giá trị đó so sánh trực tiếp với nhau. Bởi lẽ ta có A, B và C. Việc so sánh thằng A với thằng B, thằng A với thằng C, rồi thằng B này với thằng A, thằng B với thằng C, rồi thằng C với thằng A, thằng C với thằng B. Như vậy thì việc so sánh như thế mà để đưa ra được một cái cách ghép giá trị lớn nhất, nó mất rất nhiều các cách ghép khác nhau, rất nhiều cách ghép, các trường hợp xử lý khác nhau. Từ đó thì ta nhận thấy rằng ta nên áp dụng theo cái mô hình của bài toán tìm giá trị lớn nhất. Đấy. Đầu tiên ta ghép nó lại thành các cái số nguyên. Sau đó ta đi tìm giá trị lớn nhất theo tư tưởng chọn thằng đầu tiên là thằng lớn nhất, mang giá trị lớn nhất tại thời điểm hiện tại nó đang lưu ở trong Rmax chứ không phải biến R1 nhé. R1 nó chỉ là một giá trị cụ thể thôi. Cái giá trị Rmax tới thời điểm này, giá trị Rmax lưu giá trị lớn nhất tới thời điểm này so sánh với lần lượt với những thằng còn lại, thằng nào mà lớn hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó bằng chính cái thằng đó. Đó, đây chính là cái tư tưởng của cái thằng đi tìm giá trị lớn nhất. Với cái cách làm như trên thì
Các bạn sẽ tiến hành cài đặt chương trình như trên luôn. Và các bạn chờ thầy 1 2 phút để thầy đi ship thằng bé nhà thầy về đó. Xếp ra nhiệm vụ đi đón con thế mới thì buồn đời thầy. Nên các bạn lương ta để ý nhé, thôi chịu khó học hành nhé, con đã lấy vợ. Trương cứ bình tĩnh nhé, cứ học hành tốt đi. Rồi bây giờ các bạn hãy làm bài theo cái cách như trên nhé. Và trong đầu tiên thì thầy cũng sẽ mở lại xem cái bài 221 của Hiếu làm như thế nào. Để ồ đúng như thầy dự đoán, ra cắt dự, Hiếu đã thực hiện thao tác so sánh tất cả các khả năng xảy ra. Như vậy, trong lập trình người ta đây gọi là biến đổi thể lực, tức là mình dùng 500 năm công lực để xét tất cả các khả năng. Ui giời ơi. Kể ra Hiếu rất chi là khỏe. Đấy. Như vậy nếu để vào tay giữa Hiếu với Trương thì thầy nghĩ là khả năng là Hiếu sẽ thắng Trương nhé. Bởi vì thầy thấy cốt được là tất cả các khả năng như thế này. Rồi xin mời cô Huấn cứ đi học rồi. Rồi ta sẽ thực hiện này. Đầu tiên nhập ABC. Nếu A lớn hơn B, A lớn hơn C và B lớn hơn C thì chứng tỏ thằng B ở giữa, thằng A ở đầu, thằng C ở cuối. Đấy. Thì ta đưa theo trường hợp này. Tương tự như vậy, bạn xét tất cả các trường hợp ra. Rất tốt. À, bên cạnh đó, sau này khi mà áp dụng cái tư tưởng tìm giá trị lớn nhất, Hiếu nên tham khảo theo cái hướng thầy vừa đề xuất. Ta xem thằng đầu tiên, ta ghép tất cả các khả năng lại thành một số nguyên. Sau đó ta xem thằng đầu tiên ghép được là thằng tốt nhất. Ta mang giá trị tốt nhất này lần lượt so sánh với những thằng khác. Thằng nào tốt hơn nó thì ta lưu lại nó. Việc mình đưa ra được các giá trị ABC như thế này là tốt. Nhưng nếu ABC này tham gia vào một việc tính toán khác, ví dụ muốn tìm xem cái giá trị lớn nhất này nó xuất hiện bao nhiêu lần trong một dãy số, thì khi đó mình lại phải ghép thằng ABC vào cũng được thôi, nhưng như thế thì cái công việc của mình nó sẽ không giải quyết được bài toán tổng quát. Vậy thì các em nên tiếp cận theo cái hướng là ta xem thằng đầu tiên tốt nhất như thế nhá. À, bên cạnh đấy thì có một cái giải thuật thứ hai cũng có thể làm nhận xét như sau. Để thu được một cái số lớn nhất ấy, thì rõ ràng cái thằng lớn nhất nó phải ghép ở đầu, thằng bé nhất nó phải ghép ở cuối, còn cái thằng ở giữa thì ghép ở giữa. Vậy thì thằng lớn nhất thì ta sẽ đi tìm thằng Rmax, thằng nhỏ nhất ta đi tìm thằng Rmin, còn cái thằng ở giữa, đây cái thằng ở giữa nó xác định được bởi công thức có 3 thằng, biết cân nặng là ABC, biết cân nặng của thằng Rmax, biết cân nặng của thằng Rmin. Vậy cân nặng của thằng còn lại sẽ bằng tổng của 3 thằng trừ đi thằng Rmax trừ đi thằng Rmin. Vậy đây chính là thằng giữa. Vậy thì thứ tự để kết quả tốt nhất nó sẽ là thằng Rmax ghép ở đầu, thằng giữa ghép ở giữa và thằng Rmin ghép ở cuối. Vậy đây nó là cái cách làm thứ hai nhé, các em có thể tham khảo. Rồi bây giờ xin mời các bạn làm bài xong chờ thầy 5 phút thầy phi đi, thầy đón em bé nhà thầy một tí. Ok, các em làm bài nhé. Một bạn chia sẻ bài làm để cho các bạn khác anh. Thầy mất mấy phút để đi phòng đó là không? Bạn chờ thầy đi.
Ừ. Ê, thầy đang dạy online các em thì ừ. Đến tầm này Nhà cái cứ phải đồ để không được luôn quá. rồi thầy chào các em, thầy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Thầy kiểm tra lại thời gian. Rồi, thầy cho mình tiếp tục nhé. Cái nội dung của cái bài này thì xem bài của bạn Hiếu rồi, bạn Hiếu chia sẻ code rồi. Rồi, ta sang cái nội dung kế tiếp, cái phần cấu trúc lặp. Ở phần ok, ở cái nội dung kế tiếp thì cho mình sẽ học về cấu trúc lặp. Bài tập cấu trúc lặp. Rồi, kế tiếp thầy cho mình sẽ tiếp về phần bài tập về cấu trúc câu lệnh lặp nhé. Về cấu trúc lặp thì ta nhận thấy rằng là trong một số, đầu tiên đây thì thầy cho mình tìm hiểu về cái tính chất lặp. Thì cái tính chất lặp ấy thì thường thì nó có tính chất lặp đi lặp lại. Ví dụ như thầy có n có một số cái bàn. Đến mỗi bàn thầy đặt một quả cam ở trên đấy. Bàn thứ nhất thầy đặt một quả cam, bàn thứ hai đặt hai quả cam. Và đến bàn thứ y thầy đặt là y quả cam. Và mục tiêu của thầy bây giờ là thầy sẽ cầm một cái thúng, bắt đầu thầy bỏ cái đổ cái thúng nó rỗng đi, sau bây giờ thầy bắt đầu đi nhặt các quả cam. Đến bàn thứ nhất nhặt một quả cam. Đến bàn thứ hai thầy lại nhặt các quả cam vào, đến bàn thứ ba lại lặp. Đến bàn thứ n thầy cũng lại nhặt các quả cam vào. Vậy thì cứ đi đến mỗi bàn cái công việc nó bị lặp đi lặp lại, đó là việc nhặt các cái quả cam. Và thầy thực hiện n lần, vậy thì thầy xác định là số lần lặp đã xác định. Đấy. Ở trong thực tế thì nó có hai loại lặp, đó là câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước. Lặp với số lần biết trước giống như cái ví dụ vừa rồi. Còn lặp chưa biết trước, ví dụ như mỗi lần các em đăng nhập vào một cái cửa sổ nộp bài của cái trang nộp bài của chúng ta đây. Đấy, cứ mỗi lần các bạn đăng nhập ở đây mà các bạn nhập tài khoản ví như thầy ghi chữ admin 1 đăng nhập mật khẩu cái đấy nó báo sai, thầy ghi admin 2 mật khẩu nó cũng, hoặc là nó cứ lặp đi lặp lại cái quá trình nhập mật khẩu và tài khoản, nếu đúng thì nó đăng nhập vào, nếu sai thì nó thông báo, và mình cũng không biết ông khách hàng của mình đăng nhập sai bao nhiêu lần đấy. Vì thế ta chờ thầy tí nhé, phải có điện thoại. Thành anh. Rồi như vậy vừa rồi thầy lấy cái ví dụ là cái công việc nó lặp đi lặp lại và ta không biết ông khách hàng ông đăng nhập lặp lại bao nhiêu lần thì đó là cấu trúc lặp với số lần lặp chưa xác định. Đấy, gọi là không xác định.
Vậy thì ở trong cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì ta có câu lệnh là lặp for và câu lệnh lặp while, là hai câu lệnh lặp thường được sử dụng nhiều. Đầu tiên thì ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh lặp for. Chữ for, chữ F nó là chữ thường thôi. Câu lệnh lặp for ở trong C cộng cộng ta thì nó có dạng for tiến và for lùi. Đấy, câu lệnh lặp for tiến và for lùi. Câu lệnh lặp for tiến thì ta sẽ thực hiện là cho biến đến, đây ta câu lệnh lặp for cấu trúc đây, để chúng lại phải ghi lại nói chữ thường, cho for này kiểu dữ liệu tên biến bằng giá trị đầu chấm phẩy tên biến nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối rồi biến đến nó tăng lên. Biến đến tăng lên ở đây là nó tăng theo bước 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 tăng, và các câu lệnh cần thực hiện. Nếu có nhiều câu lệnh thì thầy trò mình sẽ gom nó trong cặp dấu ngoặc như thế này. Đấy. Sau trong biểu thức câu lệnh lặp for, nếu muốn thực hiện nhiều lệnh ta gom nó ở trong cặp dấu ngoặc như trên. Thì đó là câu câu lệnh lặp for. Bây giờ ví dụ ta cho y chạy từ 1 đến n thì thầy sẽ ghi là for y INTI, tức là ta khai báo một cái biến y kiểu nguyên chạy từ 1 cho tới n đấy, y cộng cộng. Đấy, y cộng cộng tức là y bằng y cộng 1, và công việc chạy đi chạy lại nó thực hiện yêu cầu của bài toán. Khi viết chương trình thì giữa toán tử và toán hạng các bạn cách ra cho nó đẹp nhé. Bạn chờ thầy tí. Vừa rồi thầy đi đón em bé chứ vợ thầy đâu. Đấy. Vậy ví dụ như ta để cho y chạy từ 1 đến n thì thầy for y nti bằng 1 y nhỏ bằng n y cộng cộng. Đấy. Đó là câu lệnh cho y chạy từ 1 cho tới n. Rồi ta sẽ ngoài đó là for tiến, còn để for lùi thì ta lại for y chạy từ n về 1, như vậy ta for INTI bằng giá trị đầu để lớn hơn hoặc bằng giá trị cuối, và cứ sau mỗi vòng lặp y sẽ giảm đi một đơn vị. Đó là câu lệnh là for lùi mà ta thường thỉnh thoảng ta có dùng đến, tức là chạy từ cuối dãy về đầu dãy. Còn cấu trúc for tiến thì ta lại chạy từ đầu dãy về cuối dãy. Đấy, như vậy ta có hai câu lệnh lặp for mà thường được sử dụng nhiều trong cái quá trình giải quyết cái bài toán có tính chất lặp. Ừ, nhà mình. Đây, vừa đi học về. Vào ngồi đây luôn. Dưới cái quạt dưới đây. Để thầy ngồi dạy ông thầy. Ngoài, ngoài. Thì thầy cầm đập với phi dép nó dễ trúng hơn. Tiếp tục bây giờ ta sẽ làm quen với bài về câu lệnh lặp. Đầu tiên với bài số 342, bài này hình như là Hiếu đã nộp rồi đúng không? Cái bài 342. 342 chưa thấy Hiếu nộp nhỉ? À quên, Hiếu nộp ở phần bên kia chứ nhỉ? Thầy vẫn dạy online. Hiếu đây. Ơ Hiếu nộp tới gần 35 rồi à? Ngầu dã man. Việc là nộp 21 rồi. Dũng nộp bài đấy nha, Trương nộp bài đi nha. Bây giờ với bài, ví dụ như với cái bài toán là 342. Bài này thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo, các em tải về chúng ta. Đề bài người ta cho S bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng cho tới 1 phần N. Người ta yêu cầu là tính giá trị của S và đưa giá trị của S ra. Đấy. Vậy thì ta nhận này, nhìn vào cái biểu thức này ta thấy rằng đầu tiên nó là 1 cộng với 1 phần 2 cộng với 1 phần 3. Ở bước thứ y nó sẽ là cộng với 1 chia y. Đấy. Và cứ từng bước như vậy thì nó sẽ thực hiện. Vậy thì ta nhận thấy rằng với y bằng 1
Vậy thì đầu tiên thì chúng ta phải xác định bài toán. Để ta xem bài này cho cái gì và cần tìm cái gì. À, sao Hiếu? À, quên mất bài 342 nó chưa có test. Nhá. Bài 342 nó chưa có test bởi vì cái bài này hôm trước nó bị trùng với bài 34 nên thầy chưa chưa tạo test. Nên nó chưa nộp được nhé, bài này thầy sẽ tạo test sau. À, ta xác định bài toán. Đề bài này là cho số nguyên dương n, vậy thì input là nhập n. Output là đưa s ra. Đấy, ta phải xác định được bài toán lên chính xác. Sau đó ta xác định thuật toán. Để tính tổng của các thằng này thì ta nhận thấy cứ với mỗi bước giá trị của nó sẽ với y bằng 1 thì nó tăng. Ở bàn thứ nhất có một quả cam, bàn thứ hai có 1/2 quả cam. Bàn thứ ba có 1/3 quả cam. Hỏi là số khi giờ là tổng số lượng cam thầy giải trên mặt bàn là bao nhiêu? Thì các em sẽ thực hiện cái thao tác là vậy thì ở đây thì ta nhận thấy ở bước 1 nhập n. Bước 2 khi ta sẽ khởi tạo bởi vì để khi ta tính tổng nên ta khởi tạo s bằng 0. Ở bước 3 ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Đấy, bởi vì y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, như vậy y chạy cho tới tổng n. Ừ. Thì khi đó giá trị s của mình sẽ tăng lên một lượng là bằng 1 chia cho y. Đấy. Và ở bước 4 ta đưa s ra. Đấy. Lại làm quen bạn nào học trường nào. Rồi. Sau khi đưa s ra thì ta chạy thì ta nhận thấy vì như lần trước ta thấy rằng với các bài toán dạng phân số thì tử số nó là số nguyên thì mẫu số nó cũng là số nguyên. Ta ép tử số thành kiểu số thực nhé. Ép nó thành kiểu số thực ta có thể ghi là 1.0 hoặc các em ghi chữ float như này. Đấy. Okay. Đó, như vậy ta có thể viết được chương trình bài toán này để tìm giá. Ở phần cuối là viết chương trình. À, quên. Như thầy chủ thiếu mất. Đấy, thì chụp lại cái ảnh trên ở trên này tôi đã mua anh đi tặng thầy à sao chụp lại rồi. Như vậy thì với cái đoạn đấy thì bây giờ thầy cho mình sẽ cần phải viết chương trình. Vậy thì viết chương trình thì làm như thế nào thì các bạn cùng quan sát nhé. Bắt đầu ta khởi tạo S bằng 0. Mở cái kia ra được. À, ta khởi tạo S bằng 0. Ta cho y chạy từ 1 cho tới n. Tới vị trí thứ y ta có thể ghi chữ float hoặc là các em ghi chữ 1.0 chia y cũng được. Đấy. Cái này được gọi là ép tử số thành kiểu số thực. Để nó phải thực hiện phép toán chia lấy số thực. Vì S là số thực nên khi viết ra ta phải viết có quy cách bằng cái câu lệ set precision. Đấy. Đấy, và từ đây thì các bạn nhận thấy rằng ồ hóa ra cấu trúc lập nó hoạt động khá đơn giản.
Vậy thì chưa, bạn đang nghe đến hơi muộn. Đấy, từ từ đây thì các bạn nhận thấy rằng là với cấu trúc lặp ta đang sử dụng ở đây thì ta sẽ có tư tưởng là đi từ một cho tới giá trị n, hoặc là đi từ đoạn này chỉ số đầu cho đến chỉ số cuối. Và sau đó ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán. Vậy thì dựa vào mô hình của cái bài 342 này, các em sẽ làm tiếp cái nội dung bài này. Bài 35. Và bắt đầu từ bài 35 thì nó có test ở trên đề bài Hiếu nhé, các em đồ bài lên trên server. Đấy, tương tự như thế. Thì với cái bài số 35 thì các em cũng làm tương tự như bài kia, nó chỉ khác mỗi cái biểu thức tính nhé thôi. Cái thằng kia là một chia y thì bài thằng này đó là một chia cho mở ngoặc 2 nhân y trừ 1, cũng giống như cái nãy mà Hiếu chia sẻ màn hình nhé. Như vậy thì qua thầy vừa giới thiệu về phần cấu trúc lặp như trên, hy vọng các em đã bắt đầu có khái niệm về cấu trúc lặp và các em sẽ dần làm quen với cái cách sử dụng cấu trúc lặp nhé. À, bây giờ còn khoảng thời gian khoảng tầm 20 phút nữa trước khi về thì các em sẽ làm nộp cho thầy bài số 35, xong bài 35 thì các em nghỉ nhé. Để xem bài Nghĩ thế đang dạy online. này. Thầy mệt quá. Đây, ta xem bài 35 của Hiếu. Hiếu khởi tạo F bằng 1, sau đó bạn bắt đầu cho chạy từ 2 để tính tổng, sau đưa kết quả ra. Đấy, bài làm của Hiếu cũng rất ok và toàn chính xác. Đó, thông thường thì các cái biến này Hiếu nên gấp nó lên trên này nhé. Để nên gấp nó vào bởi vì sau này mình sẽ có nhiều chương trình con. Ok đấy. Rồi, hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ ở đây nhé. Thầy chào các em. Bye bye. À, thầy xin chào Hiếu, Trương, Dũng và Việt. Có bạn nào có câu hỏi nào không? Không ạ. Rồi, thì các nhiệm vụ của các em làm tiếp ở cái file D6 thầy đã gửi nhé. Bài tập cấu trúc lặp làm 35, 36, 37 đấy, và 38. Là và các bài này là bài tập cấu trúc lặp, thì trước buổi học tới thầy hy vọng là thầy sẽ thu được bài làm của tất cả các em về các bài tập này. Chưa. Chào các em. Chào thầy ạ. À.